Đây là ngồi sau nhà. Đó, ngồi sau nhà bị tuyết rơi đó, thấy chưa? Hả? Cắt dưới em bắt đầu lạnh nha. À, đây là mấy trái táo tội nghiệp lắm. Bị tuyết đông đá hết trơn rồi. Đâu đông đá đâu. Giờ làm sao ăn đây? Ăn được rồi. Cực lắm. Hư hết trơn rồi. Đông đá hết rồi. Ăn không được nữa. Ăn nữa là mấy trái táo tội nghiệp lắm. Bị đông đá hết trơn rồi đó con. Gái của mẹ á, cục vàng cục vàng. Chú Giờ ở đâu quay đây? tầm bậy tầm bạ, lấy giờ quay trả cái gì hết. La 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 la. Chụp cho bé tắm đó.